Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Quân Thor đây. Thì ngày hôm nay mình sẽ cùng với các bạn trải nghiệm chế độ Thor của bên sếp QQ. Thì chỉ cần anh em vào chế độ này là anh em đã có thể trở thành Thor rồi nhé. Đấy, thì anh em có thể thấy trên tay của mình đang là một cái búa Thor. Và mình đang solo với lại một thằng Thanos. Đây là đệ của Thanos. Mang Thanos tới cho Quân Thor nào. Mày bố láo điện lận, cái thằng này nó trâu như con bò ấy. Xong nó lại còn gọi cả vợ chồng nó. Vợ chồng nó ra xong kiếm hở bứt nó đập mình ấy. Này ui giời ơi vãi cả trời. Cái con kia mày, con gái mà mày mặn dữ mày. Vâng, thì anh em có thể thấy xung quanh của mình đây là lấy bối bối cảnh ở New York, ở trong đại chiến Avengers, cái tập mà Tony Stark bay ra ngoài vũ trụ đấy anh em. Thì mình nói chung là mấy cái thể loại mà kiểu như là game chơi về siêu anh hùng này mình khá là thích anh em ạ. Tại vì mình là một fan của siêu anh hùng mà. Đấy, mày vào đây, cái thằng quỷ này mày sung nhỉ. Này thì đánh đúng rồi đấy, đánh nó sung được đi bạn. Thì ở cái chế độ này thì anh em đập nhau thì mất rất chi là ít máu, chỉ mất có 5 máu với 20 máu thôi. Nhưng mà khi anh em đập nó bằng chuột đặc biệt đó thì nó sẽ bị rơi xuống vực. Thì lúc đấy thì anh em sẽ được một mạng của nó và sẽ được cộng 200 điểm, khá là thú vị. Đấy anh em có thể thấy, nó đập cho mình một phát này mình giăng cả khúc luôn, giăng 10 mét luôn. Thì dạo này mình có nghe, mình thấy có lẽ là búa của Thor là bán đại trà ở chợ Kim Biên. Thằng nào cũng có búa của Thor hết. Mày làm gì? Này thì đệ của Thanos này, vâng đập phát chết luôn, nhưng tao tưởng mày trâu như thế nào. À, cái thằng quỷ này lại hồi sinh lại này. Này thì múa mày quay đồm này. Đồ đập phát thằng nhỏ chết luôn trời. Sao bọn này yếu đuối thế nhỉ? Cầm trên tay cái búa của Thor mà sao yếu đuối thế? Mày bố láo, ui cái định mặt đập. Ôi thằng nhỏ rơi xuống vực rồi. Thì đấy, anh em có thể thấy mỗi lần mình đập thằng nào rơi xuống vực là mình sẽ được cộng 200 điểm. Mà phát đấy mình tưởng nó không rơi xuống vực thế mà nó vẫn được. Này thì ham hố này đâu rồi. Đấy lại rơi xuống vực lần nữa, chia buồn của bạn nhá. Bạn cứ đụng độ với quân Thor làm gì? Bộ bạn chưa nghe quân Thor bao giờ à? Mày bố láo này rơi vực thằng thứ hai. Ui thằng nào lại đập mình khác rơi vực rồi. À không có thằng nào bố láo mà muốn tới đây solo với quân Thor nào. Mày bố láo này. Ui mày quá xén rơi. Phát đấy tưởng rơi mà không bị rơi anh em ạ. Hên 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 đấy cả trường. Mày lại đây. Mày lại đây. Thì mình hy vọng đấy. Ui ui bắn đi được này anh em. Wow, mỗi lần nó đập mình bay đi là mình có thể bunny được đấy anh em. Ít bữa nó về Việt Nam mình sẽ lợi dụng cái này mình bunny, mình chon bọn nó xem thử được có chon được không. Đấy anh em có thể thấy đập rất chi là yếu, mỗi lần đập chỉ mất có 5 máu thôi. Ồ lần này mình hồi sinh trên cao sướng nhỉ. Đấy anh em có thể thấy, nếu mà anh em nhìn kỹ thì anh em có thể nhận biết đây là New York nhá anh em. Ở trên bầu trời khá là trong xanh. Chạy đâu bạn ơi. Này thì ui giời ơi sao bọn nó đông thế nhỉ, né là gấp chứ. Ba đánh một không chột cũng quẻ. Mày đã đây bồi răng xuống vực chưa? Ui đứt mà thằng này hên thế nhỉ. Nó răng ra ngoài kia chứ nó không có răng xuống vực anh em ạ. Cái trưởng thật. À, mình đập mấy thằng tụi nó toàn răng đi đâu rồi, có răng xuống. Mày này hổ báo có chột, ui vãi cả trưởng. Cái đất nào mình cũng đập nó mà nó cũng đập mình mà sao nó không rơi xuống vực mình lại rơi xuống vực ta. Thấy cái chế độ này cũng khá giống với lại chế độ ném view ở bên CVN của mình. Nhưng mà nó cái chế độ này nó vui hơn. Tại vì mỗi lần anh em đập á, là cái thằng kẻ thù của mình bị mình đập là nó giăng ra cả 1 mét. Không phải, cả 20 mét. Nhìn khá là vui đấy. Đấy, nhìn này mình đánh ở đây này anh em. Thằng này hên thế nhỉ, đánh nó một phát mà nó lại không rơi ra ngoài chứ. Mày bố nào đấy anh em thấy không. Đấy, mỗi lần bị đánh là giăng cả 10 mét luôn. Thôi bây giờ mình nghĩ bọn nó đông như thế này là mình cứ ở nhà mình ném view lên, à ném búa lên cho rồi. Đấy anh em có thấy cái tụ điện ở kia không? Cái tụ điện đấy là cung cấp năng lượng cho những cái búa Thor này nhá anh em. Thì cái tụ điện đấy là phải cung cấp búa Thor cho những cái cung cấp năng lượng cho mấy cái búa Thor này thì mấy búa Thor này mới bay được. Chứ không có là không bay được đâu. À, anh em ném là nó rơi xuống đất chứ nó không có bay được như thế này đâu. Ấy cứ ngồi lâu lâu ném trúng thằng, có khi lại có thằng rơi xuống vực cũng đền. Này thì bố láo à, ui rơi xuống vực còn dáng ném lên thêm một cái nữa chứ, còn cũng quỷ bố. Nhà có điều kiện mà nhiều búa mà mình cứ ném thôi.
bọn BL để đông thế nhỉ? Nó quá ui ở đông quá, không biết chơi lại không? Mày chết này con. Ui ở đập một phát rơi xuống vực luôn. Hình như mình vừa thấy con chim bay hay là cái búa bay vậy anh em. Đấy, bồn láo đập phát rơi luôn nào. Nào vô kiếm cơm rơi chưa con, thằng thứ hai quá tuyệt vời. Ủa sao mình đập thằng ấy rơi vực mình không ăn kill ta? Mày bố láo này. Rồi hai thằng cùng rơi xuống vực. Hai thằng cùng đập nhau rồi cùng rơi xuống vực luôn. Mày là đây. À chà. Gắt đấy, gắt đấy. Nào. Có ngon thì lại đây nào. Rồi thằng kia ăn của mình một búa được cộng 20 điểm rồi, nó mất 5 máu rồi. Sao mình ném như này cũng yếu yếu lắm anh em ạ. Nó kiểu như là cái lực đẩy của nó cũng rất thấp không. Nói chung là anh em, nói chung mình thấy chơi chế độ này anh em cứ sử dụng chuẩn trái là ok đấy. Đấy gặp là phang, gặp là phang đấy. Thằng nhỏ rơi xuống vực đẹp. Nào. Ui ơi má, bọn nó đông thế. Chịu không nổi luôn á. Thằng Tha Nốt đâu rồi, bước ra đây. Lần này tao sẽ cho mày vài búa vào đầu chứ tao sẽ không cho mày vài búa vào tay nữa đâu. Đâu rồi, tôi không có Tha Nốt thì tôi đập đệ của Tha Nốt đỡ cho đỡ buồn cũng được. Đâu rồi, đệ Tha Nốt đâu ở đây à? Này thì đệ của Tha Nốt rồi. Lại đây tao cho ăn một búa rồi rơi xuống vực chết như chơi. Mày cũng cái thằng này. Cái thằng quỷ được dựa kia sống dài phết nhỉ. Cái thằng này mình thấy nó hên lắm anh em ạ. Anh em để ý mình đập nó mấy nhát rồi nó toàn rơi. Nó kiểu như là nó không bị rơi xuống vực á. Hên VL rồi, bố kia rơi xuống vực rồi. Chia buồn cùng bạn nhá. Cái đất là quăng tào lao. Úi ơi, quăng tào lao được chạy gục được một thằng kìa anh em. Đấy, một thằng rơi xuống vực được kìa. À cái thằng này nhá, tao phải ăn mày cho bằng được. Đấy anh em thấy nó hên không? Mình đập nó một phát mà nó rơi vào kia chứ nó không rơi xuống vực. Đấy, lần thứ hai bạn lại hên rồi nhá. Bạn ăn cái gì bạn hên thế? Hay là siêu năng lực của bạn là hên? Đấy là thêm cái thằng này nữa. Đập một phát ngay đít rồi giăng tới trước mặt. Nó không rơi vực chứ, mẹ nhỏ thế nhỉ. Rồi, như vậy là cuối cùng mới rơi được một thằng. À cái thằng quỷ cái kìa, mày cứ đứng ở trên đấy mày ném búa xuống đây à? Tao ném lại chứ. Mày làm gì cho cuộc đời nào? À có thằng gần mình anh em ạ. Thôi chúng ta cứ xử lý mấy thằng gần trước, mấy thằng xa thì cứ kệ nó ở trên đấy. Nó ném chắc cũng chả xi nhê gì đâu mà. Mày chịu xuống rồi à? Đấy ui hên vãi trưởng, hên vãi trưởng. Ui à. À, con người thôi chúng ta không ai hên được hai lần. À làm lại cuộc đời nào. À, mình chạy ra chỗ hồi sinh của bọn nó, mình đập nhau luôn cho nó gắt. Mày chết chứ con, mày chết chứ con, mày làm gì? Ui hả ơi mẹ, nó đập một phát đăng ra ngoài luôn chứ. Má cả trưởng thật. Má cả trưởng, mình cũng đập thằng kia mà thằng kia cũng đập mình mà thằng kia không rơi vực, mình lại rơi vực. Mình bắt đầu cảm thấy cái chế độ này nó hư cấu rồi đấy. À cái thằng đầu khỉ lai lợn này. Đầu khỉ lai lợn, đầu khỉ lai lợn này, đầu khỉ lai lợn này, ui ơi. Mẹ đập bọn này, mẹ bọn nó toàn không rơi xuống vực, bọn nó cứ rơi xuống đâu nè. Mày hên nữa đi mày. Mày hên lần nữa đi mày, đấy hên lần nữa, ui lại hên này. Đấy lần này thì hết hên rồi nhé. Hên vừa thôi chứ hên quá ai chịu nổi. À còn mấy cậu thằng đệ thằng Tha Nốt này. Đệ Tha Nốt này, đệ Tha Nốt này. Đau đầu với cái thằng này quá anh em ơi. Nó ăn cái gì bạn, ăn cái gì bạn hên thế bạn, bạn có thể chỉ mình với được không? À mày đã đây, ra đây hai anh em mình tỉ thí 300 hiệp nào. Ra đây bạn, đấy ra đây, đất rộng này. Đất rộng người ít ở đây cũng được rồi, mình chấp cả hai bạn luôn rồi. Thằng kia mon men nhảy lên mình đập cho một phát, rơi xuống vực. Này thì bay với nhảy này, bay với nhảy này. À thằng đầu khỉ lai lợn kìa. Đầu khỉ lai lợn này, đầu khỉ lai lợn này. Rơi vực luôn. Đấy bây giờ mình đập phát nào, chất phát đấy là đập phát nào là rơi phát đấy luôn. Rồi hai thằng cùng rớt. Hình như thằng kia nó không rớt thì phải, có mỗi một mình rớt thôi. À. Này thì đánh đồng đội tao này, đánh đồng đội tao này. Đấy, là đây, này ngon rồi. Đánh đồng đội tao này, đánh đồng đội tao này, bố láo quen. Mày thì khỉ lai lợn. Một lần nữa ăn khỉ lai lợn chúng ta lại bị ăn một búa ngay đít.
Ui hên vãi chưởng, anh em thấy mình hên chưa? Úi ơi, mém rớt, mém rớt. May mà mình sử dụng bunny, mình bunny vào đấy. Không có là rớt rồi. Mày lại đây, ui ơi. À, cái thằng quỷ kia mày lại đứng ở trên đấy, mày ném búa xuống đây à? Hèn gì mình cứ đang đứng mà mình cứ thấy bị thằng nào búa của thằng nào nó đập vào người. Mày xuống đây bạn, ngon thì nhào xuống đây kiếm cơm. Xuống đây bạn, à chui cầu thang đấy à. Xong rồi, à đây cuối cùng thì mày cũng xuống. Xúc ngay, này thì bố láo quen này. Đừng có láo với quân Thò nhá. Nào nhau kiếm cơm bạn ơi. Như vậy là mình đã bị thông sau mông chiến sĩ. Hồi xích ngay bên trên luôn rồi. Xúc nó, giết nó. À, này thì nhìn này thì nhìn này. Nhìn lên trên trời mà ném này. Gần không lo, cứ đi lo ở đằng xa làm gì cũng biết. Hai thằng easy double kill anh em ơi. Tiếp thêm thằng nữa cho triple kill nào. Triple kill nào, triple kill. Rồi triple kill rồi anh em ơi. Ui, ơi xem nữa là được 4 kill rồi. Rồi hết thời gian luôn rồi. Rồi thôi bye bye tất cả các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Bye bye.